Mình sẽ chia sẻ với anh chị 10 cái khó khăn và sai lầm thường gặp. Sai lầm đầu tiên là chúng ta không làm rõ cái việc why. Tức là why ở đây là tại sao chúng ta muốn trở thành chuyên gia tư vấn. Chúng ta muốn làm chuyên gia tư vấn để làm gì? Và trong cái hành trình trở thành chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp ấy, thì chúng ta nên làm rõ cái why này. Cái why càng rõ thì chúng ta rất dễ dàng xác định cái what và cái how sau này. Số 2 là về thương hiệu cá nhân. Thì thương hiệu cá nhân ở đây ấy, nó có phần đầu tiên là phần thương hiệu ha. Thương hiệu là định nghĩa rất đơn giản là cái hiệu được thương. Và cá nhân đó là liên quan tới từng con người của mình. Thì thường á là chuyên gia ấy, là mình thường mình là một người rất nổi tiếng và rất có tiếng nói và sự ảnh hưởng ở trong nội bộ. À, trong công ty mình training nhiều lắm, mình cũng tư vấn nhiều lắm. Rồi sau đó mình cứ nghĩ rằng là cái việc mình đang làm tốt bên trong, mình ra bên ngoài thì cũng ok. Nhưng mà rất tiếc là khi mà mình ra bên ngoài, ví dụ như mình bỏ cái áo mình đang mặc thì ở ngoài người ta không ai biết mình. Thì cái việc này để cho các anh chị có thể rất đơn giản trong vai trò chuyên gia, các anh chị có thể search tên của mình. Ví dụ các anh chị search là Ngô Công Trường trên Google thì nó ra cái gì? Nếu mà 4 trang đầu tiên mà chưa ra tên của mình về cái ngành nghề mà mình đang làm thì chứng tỏ cái chỗ mà thương hiệu cá nhân thì mình phải coi lại. Thứ hai là mình không có một cái bệ phóng để khách hàng biết đến bạn. Thì cái bệ phóng này là thường là mình sẽ có một cái lộ trình để hỗ trợ các anh chị đi ra bên ngoài. Thì thường là khi mà các anh chị đi tới khách hàng, người ta phải biết bạn, người ta rất dễ để nói, đúng không? Thành ra ở đây có 3 cái mà khi mình làm chuyên gia tư vấn mình phải quan tâm. Thứ nhất là nội dung mình nói. Thứ hai là cách thức mình truyền tải. Và thứ ba là mình là ai. Thì nếu mà mình không biết cho khách hàng biết là mình là ai thì rất khó. Thì người ta thường bị fail cái chỗ thương hiệu cá nhân này. Và số 3 là cái phần mà mình sẽ nói dễ hiểu hơn tí. Tức là mình đang bị nhầm lẫn về vai trò. Tức là ở đây là các động từ. Thì động từ ở đây là mình đã tặng cho các bạn 5 động từ đầu tiên là lecturer nè, training nè, coaching nè, mentoring nè và consulting. Thì mình bị nhầm lẫn vai trò này. Tức là mình không biết là mình đang là chuyên gia về cái gì, chuyên gia đào tạo hay chuyên gia huấn luyện hay là chuyên gia tư vấn, thì mình bị nhầm lẫn cái này. Khi mình nhầm lẫn cái này dẫn tới cái việc định vị của mình á, nó cũng bị sai luôn. Mà mình không làm rõ cho khách hàng biết là người ta gặp mình để vì cái từ nào. Tiếp theo là mình qua cái số 4. Tức là mình không xác định rõ cái nội dung mà mình truyền cho khách hàng hay là về danh từ á. Thứ nhất là nhiều người á, là nội dung nào mình cũng làm được, là cái đó nguy hiểm. Ví dụ như cái danh từ của trường, khi trường làm tư vấn á, tiếng Anh nó chỉ có 2 từ thôi, đó chính là Operational Excellence hay là về OE. Bây giờ qua cái số 5 là mình nhầm lẫn về định vị, là tính từ. Ví dụ tôi là Nguyễn Văn A, chuyên gia số 1 ở Việt Nam về lĩnh vực này, hay là chuyên gia hàng đầu Việt Nam về cái này. Thì trong cái định vị này nè, thì các anh chị cần phải có 2 thứ. Một á, là cái điểm khác biệt các anh chị là gì. Thứ hai á, là các anh chị định vị cái này thì phải rất rõ là ai xếp cho các anh chị. Nếu mình nói mình là chuyên gia số 1 ấy, thì phải có bảng xếp hạng, ông nào xếp hạng cho mình. Và vì sao mình là số 1 chứ không phải mình tự phong như vậy.